Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày 24 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3, 4, có nơi giật cấp 6. Còn theo Cơ quan Giám sát Hải văn, hiện trạng ngày 22 tháng 2 cho thấy, tại vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có sóng biển cao phổ biến từ 1,5 đến 3 mét. Dự báo diễn biến 24 giờ tới, độ cao sóng biển tại Nam Bộ phổ biến là 2 đến 3,5 mét và mực nước chiều đo tại trạm Vũng Tàu có thể lên mức 4,3 đến 4,35 mét. Nguy cơ sóng lớn kèm ngập úng ở ven biển Nam Bộ là rất cao.